là cái cảm nhận của mình khi sử dụng cái sản phẩm thuốc Thái thì là đầu tiên đó là khi tuyến lướt qua cái app của Ropi thì mình thấy cái sản phẩm Eposort, một trong những cái sản phẩm về cái cân bằng và cái bổ sung nội tiết tố cho nữ, thì mình rất là ưng ý khi sử dụng cái hộp đầu tiên là mình trải nghiệm, và tiếp đó là lan tỏa cái giá trị cái sản phẩm này cho các anh chị em. Và hiện nay thì các bạn biết không, cái khách hàng mà của mình ấy đang sử dụng cái viên Eposort này á, thì đối tượng nào các anh chị em có thể đoán được không ạ? Rất là nhiều các cái chị em phụ nữ trong đơn vị của mình, là những nhân viên y tế cũng như là các cô giáo này, rồi những các cái mẹ, các cái phụ huynh này có con học cùng với nhau này, rồi là rất là nhiều nguồn khách hàng khác mà có cùng một cái vấn đề về sức khỏe. Ở đây thì không biết là có anh chị em nào gặp vấn đề về khô hạn không ạ? Nếu mà có thì cho em xin số 1 được không ạ? Có ai không ạ? Có mẹ nào mà bị da khô không ạ? Là có không ạ? À vâng. À, có ai có cái hiện tượng là da mà bị sạm nám không ạ? Mình chưa đến 30 tuổi đâu, hoặc là mình hơn 30 tuổi chẳng hạn, nhưng mà gặp những cái tình trạng da như thế rồi ạ. Dạ vâng ạ. Rồi có ai bị cái hiện tượng là da nó cứ mốc mốc, nhất là mùa đông này không ạ? Nhất là những cái người mà ở khu miền Bắc, còn miền Nam thì có thể là sẽ ok hơn một chút đúng không ạ? Thế thì riêng đối với cái sản phẩm Eversoft thì đây ạ, như mình ở phòng làm việc của mình chẳng hạn, thì lúc nào mình cũng luôn luôn là để một hai hộp này, và có thể là khi mà hàng ngày mình sử dụng sau cái bữa ăn, hoặc là có thể là để đây chia sẻ luôn cho những ai cần, thì luôn luôn là có những cái sản phẩm này tại phòng làm việc của mình, ví dụ nó là như thế. Và để mà cái cách mà tiếp cận đối với sản phẩm này thì nó hay à, nó dễ à, nó cũng không có quá khó như thế là ta nghĩ đúng không ạ? Bởi vì riêng là chị em mà bán hàng mà ngồi mà thủ thỉ với nhau thôi, thì chỉ cần hỏi coi là ví dụ như thế là riêng là ví dụ như những cái vấn đề thầm kín khó nói chẳng hạn, ví dụ như cái việc mà chúng ta bị khô hạn này, thiếu nước này, rồi da rẻ nó không được mượt mà này, nó không được mềm mịn này, rồi là cái vấn đề về tóc cũng khô này đấy, và cái giấc ngủ nó không ngon thì da nó cũng sạm nám này, thì riêng cái dòng sản phẩm này thì mình đã có những cái trải nghiệm cho bản thân mình là rất là ok. Thì đối với Tuyến thì trước đây cũng sử dụng nhiều cái sản phẩm khác, nhưng mà thực sự thì nó chưa được ưng ý cho đến khi mà mình trở thành đối tác của Ropi và có cơ hội được cái trải nghiệm cái sản phẩm này. Và từ ngày đó đến nay thì mình bắt đầu vào Ropi thì vào cuối tháng 8, và tháng 9 thì mình bắt đầu sử dụng sản phẩm này và yêu thích nó cho đến bây giờ, tức là mình sẽ bổ sung nó hàng ngày. Và đối với những ai mà chưa có cơ hội trải nghiệm cái sản phẩm này cho bản thân mình hoặc là cho người thân ấy, thì mình nghĩ là cứ nên thử một lần. Và nếu thử rồi ấy, thì mình cứ hay nói là khi mà đăng bài ấy, mình hay nói là đừng có nhìn vào mà đừng có thử, thử sẽ bị mê đó. À, cho nên là cái sản phẩm này nó tuyệt vời lắm, và các chị em cũng như những cái khách hàng của mình ấy, khi mà đã sử dụng một hai hộp sản phẩm này rồi ấy, thì mọi người rất là ưng ý, và mình chưa nhận được cái phản hồi là tiêu cực nào của khách hàng về cái việc không hài lòng đối với sản phẩm này. Đấy là cái cảm nhận. Và ở đây thì mình cũng cho sử dụng nhiều các cái đối tượng khác nhau, ví dụ như có những bạn là trên 30 tuổi nhưng mà các bạn ấy bắt đầu xuất hiện những cái đốm tàn nhang mỏng mỏng chẳng hạn, đấy thì mình đã có thể sử dụng là bổ sung cái sản phẩm này. Hoặc là những cái người ở tuổi tiền mãn kinh đấy, có cái biểu hiện là đau đầu, là bốc hỏa, là cáu giận chẳng hạn, hoặc là có những triệu chứng của cái kỳ kinh đấy, ví dụ như đau bụng này, rồi đau ngực này, rồi là cái chu kỳ kinh nó không đều, thì sử dụng cái sản phẩm này nó rất là ok và cải thiện rất là tốt đấy. Hoặc kể cả những cái trường hợp mà các chị ở trong cái tuổi tiền mãn kinh mà hay bị rong kinh ấy, thì khi sử dụng sản phẩm này rồi ấy, thì hỗ trợ rất là tốt cho cái vấn đề là cái cân bằng cái chu kỳ kinh của mình. Và khi mà mình cho những cái khách hàng như thế là sử dụng sản phẩm này thì họ đều có một cái công nhận, một cái feedback rất là thiện cảm và rất là ưa thích, và họ công nhận rằng là khi dùng nó cải thiện tất cả những cái vấn đề sức khỏe đấy cho họ, và mọi người rất là an tâm cũng như rất là yêu thích cái sản phẩm này. Và các bạn biết không, ban đầu chỉ bán lẻ một hộp thôi, nhưng đến bây giờ thì toàn là chốt combo 4 hộp 5 hộp thôi,
Thì đấy là cái giá trị mà khi mọi người đã sử dụng cái sản phẩm này, nó tin tưởng rồi thì rất là ưa thích, và là mọi người sẽ tự quay lại inbox cho mình và đợi xem này có cái đợt chương trình khuyến mãi nào không và chốt combo cho họ. Đấy là cái mà mình nghĩ là cái hiệu quả của sản phẩm này nó rất hay. Và một cái sản phẩm nữa mà Tuyến cũng đã sử dụng đó chính là cái Clip QC. Thì hiện nay thì mình đang sử dụng cái thêm cái sản phẩm đó. Vì trong cái chuyến đi Đà Nẵng về vừa rồi thì nó thật sự là da mặt là cũng hơi có bị một chút cháy nắng, một chút cháy nắng ấy. Còn trước đây thì mình cũng 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 cái nám nó cũng rất là mỏng, nhưng mà khi mà đi về thì nó nhìn thấy nó rõ hơn. Mình đã bắt đầu mình sử dụng Clip QC, thì đấy là cái sản phẩm thứ hai mà mình dùng, cũng như là cái dầu gội chẳng hạn, dầu gội lưu bàng chống rụng tóc đấy mình cũng đã sử dụng và cũng cảm thấy rất là ưng ý, nó rất là nhẹ nhàng. Đấy thì đấy là những cái dòng sản phẩm mà mình còn. Riêng có mỗi mình cái xịt lưỡi thì là mình chưa sử dụng thôi, còn tất cả những sản phẩm này thì cũng đã trải nghiệm và đã sử dụng, và thốt lên một câu rằng nó rất là tuyệt vời và rất là ưng ý. Và cũng đấy là cái chia sẻ rất là thật lòng từ một phía người sử dụng và cũng là một phía của đối tác của Ropi, và cũng đã kinh doanh những cái sản phẩm này cho người thân, cho bạn bè, cho khách hàng của mình, và nhận được những lời feedback như vậy rất là vui. Và còn nếu như mà chị em nào của chúng mình trong room hôm nay mà chưa từng kinh doanh sản phẩm này thì mình nghĩ là nên trải nghiệm, sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái feedback bất ngờ và có thể bán được những cái đơn hàng đầu tiên, doanh thu của mình đã càng ngày càng tăng lên như thế.